Cảnh báo, Honda Civic 2022 hoàn toàn có thể trở thành kẻ hủy diệt phân khúc sedan hạng C. Động cơ 1.5 turbo và Honda Sensing trên tất cả các phiên bản. Giá bán vẫn cao hàng đầu phân khúc nhưng đã rẻ hơn chính thế hệ trước. Nhưng quan trọng hơn cả là từ 730 triệu đã có động cơ 1.5 turbo và Honda Sensing. Về ngoại hình thì kiểu xấu, mất chất. Được đấy, đời trước định mua nhưng mà trông hơi dị quá. Đời này có khi lại phải nghiên cứu. Số tiền trong ví biểu trưng cho số cảm biến có trên xe. Nội thất tinh tế và rộng rãi. Về vận hành, tự tin khẳng định đây là chiếc xe lái hay bậc nhất trong phân khúc. Từ động cơ tới vô lăng tới hệ thống treo, chỉ có một điểm trừ duy nhất thôi, đó là tiếng ồn. Đặc sản không những của Civic mà còn của rất nhiều những chiếc xe tới từ thương hiệu Honda.